Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách cài Scan2Folder SMB cho máy photocopy Ricoh MB5000-2 nha các bạn. Thì để cài scan thì trước hết các bạn sẽ tạo ra một cái account trên máy vi tính. Và sau đó các bạn sẽ tạo một thư mục share full control trên cái account vừa tạo. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành setup trên cái trình duyệt web nha các bạn, trên web email monitor. Thì bây giờ chúng ta đang ở cái Windows 10. Bây giờ đầu tiên là các bạn sẽ tạo cho nó một cái account nha các bạn. Bạn click vào đây ha. Đây, có một setting nè. Còn không thì các bạn vào phần cho panel. Các bạn chọn ở chế độ Category ha. User account đây. User account. Rồi, ở trên đây ha. Click vào đây. Nó sẽ ra cái giao diện này. Còn hoặc là các bạn click nhanh thì ở dưới đây Start, các cục ra setting này các bạn. Rồi, sau khi mở lên cái giao diện cửa sổ này thì các bạn sẽ chọn vào Family and Other People. Rồi, các bạn click vào dấu cộng nữa ha. Các bạn chọn dòng phía dưới này ha. I don't have this person sign information. Mình không có account nha các bạn, nên là mình sẽ click chọn cái dòng này nè. Add a user without a Microsoft account. Rồi, tới đây các bạn đặt tên ha. Ví dụ mình đặt tên là scan password thì bạn gọi vô ha. Mình đây là 123456. 123456. Còn này gõ scan cũng được. Ok, next. Rồi sau khi tạo xong các bạn click vô đây ha. Các bạn chọn change account, click vào dòng đó. Đây, chọn administrator. Sau đó bạn bấm ok. Như vậy là các bước tạo một account trên máy vi tính xong rồi nha các bạn. Rồi, đóng cửa sổ lại. Bước tiếp theo là các bạn sẽ tạo một cái thư mục share full control. Đây mình tích chuột phải vào ha, mình chọn new folder. Đặt tên là scan nha các bạn. Sau đó bạn tích chuột phải vào cái thư mục vừa tạo, các bạn chọn dòng dưới cùng properties. Các bạn chọn cái tab sharing. Sau click vào Advanced Sharing, click vào dấu chép Share this folder, rồi click vào cái chỗ Permission. Rồi đây, chúng ta sẽ click vào cái chữ S. Mình gõ cái tên hồi nãy mình vừa tạo các bạn. Scanner ha. Check name nó một cái, ok. Nó ra nha các bạn. Sau bạn bấm ok. Rồi click cho nó tự động lên đây ha, các bạn click dưới nè, full control nha. Sau đó các bạn bấm apply, ok, apply, ok. Rồi ở phía trên này có chữ share, các bạn click vào share. Bạn click xỏ số ha. Cái account này các bạn mới tạo nó ra đây nè. Nó xuất hiện ở đây ha, các bạn chọn nó. Sau đó các bạn bấm add. Rồi, ở ngay chỗ read nè các bạn, mũi tên nè, các bạn click xuống. Nó sổ số các bạn chọn read, write. Sau đó thì các bạn bấm share. Tại sao xuất hiện cửa sổ này? Cửa sổ này để nói chung là bật cái phần mà sharing cái thư mục lên đó, data trong network nha các bạn. Một lát nữa mình sẽ mở phần này sau nha. Bây giờ nếu mà các bạn làm hiện ra cửa sổ này, các bạn chọn dép. Rồi, done. Các bạn quét chuột copy cái đường dẫn này lại nha. Copy cái đường dẫn này lại. Sau đó chúng ta close. Rồi, lúc nãy nó hiện ra cửa sổ đó ha. Thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn luôn. Các bạn quay trở lại control panel. Các bạn chọn lock icon đi ha. Lock icon. Rồi, đây, Network and Sharing Center. Các bạn click vào
Change Advanced Saving Setting ha các bạn. Đây, ở trong này các bạn nhớ bật on lên ha, on, on. Rồi cái phần password các bạn turn off đi nha, cái này quan trọng nha các bạn, turn off cái password protect screen này. Rồi ở phía trên là các bạn click vô turn on nha các bạn, chỉ có mấy cái mục này quan trọng thôi ha, rất là quan trọng nha, turn on luôn, turn on luôn. Đây mấy cái mục mà các bạn thấy nó đang turn off, các bạn click turn on hết nha các bạn. Có phần password saving, protect saving các bạn turn off, sau đó bấm save. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở trình duyệt web lên. Khuyến cáo các bạn luôn, nếu các bạn máy các bạn cài đầy đủ hết thì các bạn có thể dùng Chrome cũng được, còn không chuẩn nhất là các bạn dùng trình duyệt IE nha các bạn, hay là Microsoft Edge ha. Ở đây mình dùng Microsoft Edge nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhập vào cái địa chỉ của IP của Mac Adobe. Địa chỉ Mac Adobe của mình là 192.168.1.115. Bạn bấm Enter. Web Email Monitor ra nha các bạn. Sau đó bạn click vào dòng Login. Đây bạn gõ chữ Admin, Admin ha. Password bỏ trống nha các bạn. Bạn Login vào, click vào chữ login ha. Rồi sau khi login vào thì các bạn sẽ device management address book nha các bạn. Rồi chọn address book. Máy của tôi này có một list danh sách luôn ha. Bây giờ chúng ta sẽ click vào add user. Rồi ở đây giao diện này các bạn chọn folder destination, sau đó bạn bấm go to next. Cái name này là hiện lên trên máy Photobi các bạn, mỗi lần mình bấm vào cái chỗ scanner, cái option scanner thì nó sẽ hiện cái tên ra. Ở đây các bạn đặt tên các bạn thôi ha, ví dụ ở đây mình là đặt tên là Hiệp Tính Phát, cái name cây display hiện ra mình đặt giống y chang này các bạn. Sau đó các bạn bấm go to next. Rồi cái đường dẫn nữa mình cho các bạn copy á, lúc mà share cái thư mục các bạn, đây mình mở lại ha, scan đây các bạn copy vậy là chuẩn nhất, nhanh nhất nha các bạn. Nhiều khi mình gõ nó bị sai ký tự này kia đó, các bạn copy ha, quét nó copy. Sau đó mở trình duyệt lại, chúng ta bắt cái đường dẫn nó vào. Rồi cái login username lúc nãy mình mới tạo nó là một cái account là scanner các bạn. Rồi password của mình là 123456. Gõ lại ha, 123456. Sau đó các bạn bấm go to next. Rồi các bạn thấy ha, login password enter là ok nha các bạn. Tới đây các bạn bấm ok. Như vậy là các bước mình setup tạo user ở trên máy Photocopy set cái đường dẫn xong rồi nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên máy Photocopy và scan thử về máy máy tính nha các bạn. Trên máy Photocopy các bạn sẽ bấm vào option scanner ở trên phím cứng này hoặc là scanner trên màn cảm ứng nha các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn folder, bây giờ các bạn sẽ chọn tới cái tên Hiệp Tính Phát đây, sau đó thì các bạn có tinh chỉnh này kia gì đó như scan setting ha, black and white gì đó, auto color đi ha. Rồi ok, rồi sau đó các bạn sẽ bấm start. Kết thúc lệnh này do mình scan với mặt gương, mình sẽ bấm phím Enter để kết thúc nha các bạn. Nếu scan về máy tính thành công thì các bạn thấy ha, 99% nó nhảy lại 100%. Đây, mình thử lại cho bạn xem một lần nữa ha. Đây, bấm scan một cái. Sau khi bấm xong, bấm nút thăng.
kết thúc cái quá trình scan thì ngay lập tức bộ nhớ memory 99% nó trả lại 100%. Như vậy là mà đã scan thành công rồi nhé các bạn. Đấy, như vậy là sau khi scan xong thì chúng ta đã có được hai cái file nữa các bạn. Để mình mở lên các bạn xem ha. Open. Đây, các bạn thấy ha, cái file scan của mình. Do các bạn gốc nó không được đẹp nên scan ra nó như vậy nha các bạn. Trường hợp các bạn thấy ha, nít cái cạc mạng ở chỗ này 11.92 trở lên nó sẽ support cho Windows 10 16 bit ok nha các bạn. Trong vấn đề scan thì nó hơi khó chịu. Trường hợp ở sáng nay mình chia sẻ với các bạn luôn là tại sao mình bắt buộc mình phải tạo ra một cái account trên máy tính nữa. Vấn đề bảo mật này kia các bạn, tại vì khi mình share mỗi thư một full control là những máy tính khác trong hệ thống network của mình đó, ví dụ ở đây đa số mình xài mạng LAN thì mạng ngang hàng với nhau, nên là khi mà các bạn scan theo đường đó thì ở những máy tính khác trong hệ thống mạng có thể họ mọi người có thể truy cập vào thư mục của các bạn để xem những vấn đề tài liệu của các bạn ha. Cái vấn đề đây là vấn đề bảo mật cá nhân, nên là các bạn tạo cái user vừa rồi scanner như mình đó, thì những người khác người ta sẽ không truy cập vào được cái thư mục đó mặc dù các bạn đang share full đó nha. Cái đó một cách nói chung là giải thích rất là dông dạc, mình chỉ nói là khi tạo một cái account mới trên một máy tính của bạn đang dùng thì dữ liệu cá nhân của các bạn sẽ được bảo mật hơn chút xíu. Ok, còn sẵn đây mình sẽ chia sẻ luôn với các bạn cách trường hợp các bạn không scan được về máy tính của các bạn thì nó có mấy cái lỗi như là trường hợp lúc nãy mình nói đó, là cái phần mà share network and sharing center này các bạn không bật lên. Là thí dụ như cái phần mà password rotate sharing, các bạn bật on lên thì chắc chắn sẽ không về được máy tính của các bạn nha các bạn. Rồi cái phần phần này là phần nói chung là trước khi cài đặt các bạn phải kiểm tra trước nha. Rồi một cái nữa là các bạn sẽ tắt cái chương trình diệt root của tường lửa của Windows 10 ha. Các bạn thấy ha, đây 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 toàn đây, mình thử cho bạn xem luôn. Một số bạn nói là phải tắt tường lửa chương trình diệt root các kiểu, ở đây máy của mình chỉ tắt cái chương trình diệt root của Windows 10 thôi, ví dụ Windows 10 Pro để cho chắc chắn không có bị lỗi thì các bạn có thể tắt chương trình diệt root ha. Tạm thời các bạn ngắt cái đi, sau khi cài xong thì nó bật lên lại thì vẫn ok bình thường nha các bạn. Thì để tắt những chương trình diệt root thí dụ của Windows Defender của Windows 10 á, đối với Windows 10 Pro này thì các bạn sẽ vào cái ô này ha, các bạn gõ các bạn bấm Windows R đi, rồi gbdisk, đây gbdisk.msc, sau bạn bấm ok, rồi kéo cửa sổ nó bung lớn rồi ha. Đây administrator template Windows component, rồi kéo xuống cái Windows Defender đâu nhỉ? Đây, Windows Defender đây. Các bạn thấy ngay chỗ này nè, tên up Windows Defender nè. Các bạn mở lên. Bình thường á là nó không có đánh dấu check cho enable nó bạn. Bạn click vào enable ha. Apply ok, như vậy là các bạn sẽ tắt được Windows Defender. Và một cái bước cực kỳ quan trọng nữa là bước này đa số các bạn gặp phải là khi scan trên máy Ricoh là nó không về được Windows 10. Nếu trường hợp các phiên bản mà firmware của các bạn ấy, mà nó thấp ấy,
thì các bạn bắt buộc nha, tại vì SMB V1 là trên Windows 10 là không được cài đặt đi kèm theo rồi. Vấn đề bảo mật này kia ha, các thứ đó là rối phức tạp. Thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách, chia sẻ các bạn cách xử lý. Thì các bạn sẽ vào Control Panel luôn ha. Đây Control Panel. Control Panel các bạn chọn lại cái category để ha, cho nó dễ. Ở đây có một RAM, các bạn click vào đây RAM. Đây. Turn window feature on out up ha, các bạn click vào. Thì ở đây các bạn kéo xuống khi nào giờ mình thấy cái chữ SMB 1.0 duyệt CISH file sharing support. Bình thường cái dấu tích chọn ở đây nó không có được chọn vào nha các bạn. Các bạn tích chọn vào đây, sau đó bạn bấm OK là chắc chắn cái máy tính của bạn sẽ scan được nha các bạn. OK. Đó chỉ là những bước lưu ý khi các bạn xài cài scan nha các bạn. Rồi, như vậy là mình đã chia sẻ hướng dẫn với bạn xong cách cài scan SMB Toolfinder trên máy photocopy Ricoh MB5002 trên hệ điều hành Windows 10 phiên bản 64 bit. Thành công xong rồi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và đừng quên bấm đăng ký kênh ở phía góc phải phía dưới màn hình để không bỏ lỡ nhiều video khác. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại. Chúc bạn thành công.